Hello anh em nhá. Đây, hôm nay lên hình thanh lý các bác của em, họ đi rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, chim già rừng cao cầu rất là đẹp, nhưng mà rất tiếc là em nó bị lỗi ngửa các bạn. Đấy, với anh em nào mà thả vi hay là treo nhà nghe hót thì rất là hợp lý nha các bác nhá. Đấy, chim đẹp giá cả rất là hợp lý thôi. Em chim này thì già rừng các bác nhá. Già rừng chân khô chơi rất là dễ. Đầu mặt cũng rất là đẹp luôn. Em sẽ quay sát chân các bác xem nhé, mình quay sát vào chân rồi anh em có thể nhìn thấy chân của nó, chân những con chân khô như này thì chơi rất là dễ các bác nhé. Đấy, các bác thấy không, chim già chân khô điện đóm rất ổn định này. Các bác xem qua đầu mặt nhé, đấy hai họa rất là đẹp, đầu mặt cũng rất là dữ các bác nhé. Mỗi chim này thì anh em chơi không phải suy nghĩ rồi, chơi rất là dễ luôn. Theo kinh nghiệm đi chọn chim bắt chim của em thì những chim chân khô như này thì rất là dễ chơi. Đấy, hai chim nó cao cầu toán chim và nếu mà đuôi nó đầy đủ thì phè to đẹp như này rất là nhiều nhé. Các bác có thể nhìn thấy bản đuôi đẹp cực kỳ luôn, cao cầu nó đứng nhìn rất là toán chim luôn các bác nhé. Em này ngoài lỗi ra thì chân tay móng mỏ đầy đủ, điện đóm căng hoặc rất tốt. Anh em nào mà kết thì có thể alo cho em, đến tuổi của em là 0978 767 689 các bác nhé. Đấy, chim của em hiện tại thì tại Tuyên Quang và có thể ship toàn quốc để cho các bác. Đấy, có thấy không, cao cầu quá đẹp luôn chim. Tất cả nói chung là chỉ bằng một nửa ở với chim nó bình thường thôi. Đây như này em đang bán bị lỗi các bác nhá. Bán tại mình thôi, khi mình đi bắt thì mình không test kỹ thì về nó bị lỗi thì mình phải chịu. Đấy. Nếu mà bán chim cho các bác thì vẫn phải bảo hành tật lỗi mà, nhưng là về nhà em thường thường em test lại, nếu mà lỗi thì nó phải lên thanh lý luôn cho các bác.